Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết được phát sóng trên báo Lao động. Thưa quý vị, những ngày qua, thời tiết tại Bắc Bộ xuất hiện hai thái cực đối lập giữa ngày và đêm. Trong khi ban ngày, nắng nóng có thể lên đến 36 cho đến 37 độ C, thì từ chiều tối, mưa rông sẽ xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh, giúp nền nhiệt giảm mạnh. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và tối thì có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Bước sang ngày mai, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt sẽ trở lại khu vực này. Về tình hình mưa rông, dự báo từ chiều tối nay đến ngày mai 22 tháng 6, lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ chạm ngưỡng 20 cho đến 40mm, có nơi trên 60mm. Mưa rông thì tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ thì chiều và tối ngày 22 tháng 6 sẽ có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, khu vực này sẽ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trong ngày mai. Nền nhiệt cao nhất ở khu vực này trong ngày mai thì cũng có thể chạm ngưỡng 35 cho đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Còn ở phía nam của khu vực này thì dao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ C. Dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Chuyển sang những thông tin về thời tiết biển, khu vực quần đảo Hoàng Sa trong đêm nay và ngày mai thì không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Trong khi đó thì tại khu vực quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông thì còn có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Với khu vực thủ đô Hà Nội, nền nhiệt ngày mai dao động quanh ngưỡng từ 25 cho đến 36 độ C, trời có mây, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm thì sẽ có lúc có mưa rào và dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 đến cấp 3. Quý vị cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của Báo Lao Động. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.